Thưa quý vị, từ tháng 2 năm 2024 đến nay, hồ Bầu Sen, một trong những hồ điều hòa quan trọng của thành phố Vũng Tàu, đã hai lần xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng và được ngành chức năng thành phố đánh giá là ô nhiễm nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Hiện thành phố Vũng Tàu đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm hồ Bầu Sen. Thế nhưng đây đều chỉ là giải pháp tạm thời. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu phải có những giải pháp mang tính đồng bộ, căn cơ và lâu dài, đặc biệt là tính toán các phương án không để ô nhiễm chồng ô nhiễm nhằm đảm bảo môi trường sống cho người dân cũng như hình ảnh du lịch của thành phố. Vậy những giải pháp căn cơ cho vấn đề này là gì? Có cửa ngày mới sáng nay sẽ đề cập đến. Tình trạng ô nhiễm tại hồ Bầu Sen xảy ra vào đầu tháng 2 năm 2024. Đơn vị quản lý hồ là Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây Xanh và Đô thị Vũng Tàu đã hút một phần tảo, bọt tảo trong hồ, đồng thời liên tục thu gom rác dưới lòng hồ. Ngành chức năng thành phố Vũng Tàu đã khảo sát thực tế để đánh giá hiện trạng ô nhiễm, qua đó đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường hồ Bầu Sen. Thế nhưng đầu tháng 4 năm 2024 đến nay, mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn khi tảo phát sinh trong hồ gấp nhiều lần so với trước, khiến người dân trong khu vực bất an. Tôi là còn phải rủ bạn là đi vào phố ngồi, chứ không thể chịu nổi. Nhà mặt cửa đây thì xin lỗi là các cháu là phải sơ tán hết. Đấy, nên là nó thối ngày thối đêm. Thì đang tính là phải đi thuê nhà mà ở tạm 1-2 tháng để cho nó hết hôi đi, chứ còn ở này thì sống không nổi. Bây giờ bùn có khi dày cả mét thì là 6-70 phân. Là bây giờ phải hút bùn đi, không còn cách nào khác. Là một thành phố du lịch ASEAN sạch cả 2 năm nay rồi mà bây giờ chuẩn bị là tiến tới là du lịch đẳng cấp. Cái hồ điều hòa mà để thế này. Để đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu phải có giải pháp xử lý ngay tình trạng ô nhiễm hồ Bầu Sen, không để tình trạng này tái diễn giữa lòng thành phố du lịch. Phải dứt điểm trước mùa mưa, còn sau mùa mưa, trong mùa mưa là làm thêm gì đó làm, nhưng mà phải dứt điểm trước mùa mưa này. Chúng ta còn lại có một tháng, hơn tháng nữa thôi, đúng không? Mà trước khi 30 tháng 4 nè, tôi nói 30 tháng 4 khách khứa tới tùm lum cái đó. Tôi không biết sao mà nếu anh không làm được cái đó là nó trước 30 tháng 4 là không ổn đâu. Thực hiện chỉ đạo này, thành phố Vũng Tàu đã gấp rút xây dựng kế hoạch xử lý tình trạng ô nhiễm hồ Bầu Sen trước ngày 30 tháng 4 năm 2024. Bước 1 là sẽ nạo vét hết các cái tảo. Bước 2 là bơm khống chế các cái hóa chất vi sinh để khống chế mùi hôi mặt nước. Thì cái việc này sẽ thực hiện từ giờ cho đến 30 tháng 4 và nó sẽ giảm thiểu được cái việc mà gây ô nhiễm cũng như là mùi hôi. Và cái bước 3 là sẽ nạo vét lại cái kênh tách dòng xung quanh đấy và ngăn không cho việc người dân nuôi trồng hoặc là các cơ sở sản xuất ở đấy xả thải vào đó. Thì đấy là từ giờ đến 30 tháng 4 thành phố nó sẽ có 3 cái kế hoạch để thực hiện cái việc đó. Trước mắt những ngày qua, việc phun chế phẩm khống chế tảo được Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây Xanh và Đô thị Vũng Tàu thực hiện liên tục. Mỗi ngày sẽ có một xe bồn với khoảng 30 lít chế phẩm, hòa cùng 10.000 lít nước thực hiện phun tại 3 điểm có lượng tảo phát sinh nhiều nhất. Lộ trình phun chế phẩm được thực hiện liên tục trong 10 ngày, từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4. Hiện tảo và mùi hôi cơ bản được khống chế, môi trường dần trở lại ổn định hơn. Hàng ngày người ta là vớt rong tảo rồi là người ta phun cái thuốc gọi là công nghệ để xử lý. Nói chung là trước 10% giờ đỡ được 60% rong, còn 40% nữa. Nói chung là đỡ hôi. Thì mong sao là mọi thứ sẽ trở lại bình thường để cho bà con ở đây có cái môi trường xanh sạch đẹp. Trước kia thì nó cứ nổi lên nó hôi mà không ở đây, dân ở đây chịu không nổi được, nó hôi lắm ấy. Mấy hôm nay thì đỡ hẳn rồi. Sau khi xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm tại hồ Bầu Sen, thành phố Vũng Tàu đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để ưu tiên thực hiện dự án nạo vét hồ Bầu Sen, qua đó chấm dứt hoàn toàn tình trạng ô nhiễm môi trường cho lá phổi của thành phố. Trong năm 2024, với khối lượng tảo bùn dự kiến hút lên khoảng 100.000 khối, trước mắt thành phố Vũng Tàu đang tính toán phương án bãi đổ thải để tránh ô nhiễm tiếp nối ô nhiễm, đặc biệt là phương án xử lý mùi hôi sau khi hút tảo lên. Dự án công viên hồ Bầu Sen cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện để người dân nơi đây được thụ hưởng môi trường sống trong lành, cảnh quan khang trang hơn, cũng là giữ vững danh hiệu thành phố sạch ASEAN cho thành phố Vũng Tàu.